Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Sun TV. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học vẽ chú thỏ bằng số 021 nhé. Trước tiên chúng ta sẽ vẽ một số 0 thật là to tròn ở trên đây. Sau đó chúng ta vẽ một số 2 thẳng ở giữa, vẽ một số 1 thẳng chéo. Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ một chiếc đuôi, vẽ bàn chân, vẽ ra hình thuộc phần cơ thể của chú thỏ rồi đấy. Vẽ một cái tay đang ôm củ cà rốt. Củ cà rốt thì vẽ thêm một chút xíu cuống lá ở phía trên nhé. Và những cái nếp nhăn ở bên ngoài cổ. Và phần này chúng ta sẽ vẽ tai. Tai chúng ta sẽ vẽ cong một chút xíu như thế này thì nhìn sẽ xinh hơn là vẽ thẳng nha. Mắt thì chúng ta sẽ vẽ hai hình tròn hơi lệch sang bên phải, bởi vì là chú thỏ đang ôm củ cà rốt ở bên phải ấy. Rồi các bạn sẽ vẽ mũi, vẽ miệng, vẽ râu và hai chiếc răng thôi. Vẽ tô thêm một lòng đen cho và mắt và để lại một chấm trắng để cho thêm một mặt nhé. Và nhìn cái mắt nó sẽ long lanh và thật hơn. Vậy là đã xong rồi, thật là đơn giản đúng không? Bây giờ chỉ cần tô màu là xong nốt phút còn lại. Thì chúng ta chỉ cần tô màu cam cho củ cà rốt này. Và phần này, chú thỏ thì chúng ta sẽ không tô màu gì, ta để màu trắng. Tuy nhiên nếu để không thì trông sẽ không thật. Vì thế chúng ta sẽ dùng một màu khác, nó tô nhẹ ở ngoài viền bên ngoài những nét vẽ của chú thỏ ấy. Chỉ cần như vậy thôi là được rồi. Các bạn hãy thử vẽ cùng mình nhé. Khi tô màu các bạn cũng nên nhớ mình luôn hướng dẫn đó là các bạn hãy tô đậm ở viền ngoài, còn ở trong các bạn để màu nhạt hoặc để màu trắng nhé. Để trông cái đồ vật mình tô nó có chiều sâu hơn, nhìn thật hơn. Và rốt thì mình nhìn thế này mình sẽ biết được cái rốt nó rất là tròn trịa. Nếu chúng ta tô kín màu cam thì trông bức tranh rất là đơn giản, nó không được thu hút đấy các bạn ạ. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé!